quân đội Ukraine dùng bom chùm ở miền đông tính từ mặt tư khoa Nga. Giám đốc điều hành Kenneth Roth của Human Rights Watch đã mở cuộc họp báo tại mặt tư khoa nói rằng bằng chứng thu thập của Human Rights Watch xác định quân đội Ukraine đã dùng giàn phóng đa hỏa tiễn và bom chùm tại miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine đã dùng hỏa tiễn Grad và bom chùm trong các vùng đông dân. Không có bằng chứng lực lượng thân Nga đã bắt bớ, tra tấn, xử tử hay làm nguy hiểm cho người dân. Bom chùm là loại bom nổ trong không khí, tung ra hàng trăm trái bom nhỏ trong một khu vực rộng bằng sân túc cầu. Hầu hết các nước đã cấm dùng bom chùm theo công ước trở thành luật quốc tế từ năm 2010, nhưng Ukraine không ký tên vào công ước. Chính phủ Ukraine không thừa nhận tố cáo của Human Rights Watch. Theo Liên Hiệp Quốc, chiến tranh tại miền đông Ukraine đã làm trên 4.300 người tử thương. Theo chỉ số nhân quyền của Human Rights Watch công bố trong ngày 3 tháng 12, chỉ số của Ukraine và Syria đã tụt dốc lớn nhất. Ngày hôm qua, chính quyền Nga cũng đã công bố bản phúc trình về tình trạng vi phạm nhân quyền ở miền đông Ukraine, lên án lực lượng chính phủ Ukraine đã bạo động với dân chúng, kỳ thị chủng tộc, thù ghét tôn giáo. Ông Roth kêu gọi chính phủ Ukraine dùng mọi biện pháp tránh gây bạo động đối với người dân địa phương. Trong cuộc họp báo, ông Roth cũng lên án tình trạng nhân quyền tại Nga, nói rằng đã gần một thập niên kể từ khi ông ta đến mặt tư khoa lần đầu. Ông ta đã thất vọng lớn khi còn nhìn thấy những dấu vết từ thời Liên Xô. Việc giảm tranh luận công khai và chặn phát sóng các quan điểm bất đồng là nền tảng của sự cai trị độc tài và vô trách nhiệm còn nằm đằng sau các vấn đề cấp bách hiện nay của Nga. Human Rights Watch đã nói trước đây rằng chính phủ Nga đã giới hạn tự do hội họp và biểu tình, kiềm chế các tổ chức phi chính phủ và các nhà phê bình với các biện pháp từ tuyên truyền đến truy tố. Hình phạt cứng rắn mới của Nga đối với những vi phạm tại các cuộc biểu tình, mở rộng định nghĩa về tội phản quốc và đòi các tổ chức phi chính phủ được tài trợ từ ngoại quốc phải đăng ký là cơ quan ngoại quốc là những điều không thể chấp nhận.